Xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 5 tháng 3 năm 2014 đối với đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại 69B Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 552 ngày 12 tháng 8 năm 2024 là đối tượng Nguyễn Thành Đông, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản sau đó sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản theo điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội trộm cắp tài sản, Công an huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 11 tháng 12 năm 2014 đối với đối tượng Lê Anh Tuấn, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại 21 tổ 5 thôn An Ninh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và đối tượng Đoàn Tuấn Em, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, phải nhận quyết định truy nã số 03 ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cũng về tội trộm cắp tài sản. Theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện